Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Game Station Việt Nam. Đây là mình Tokin đây. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi trò huyền thoại Runeterra cho các bạn xem. Và các bạn đang thắc mắc là ủa sao tự nhiên thằng Ad nãy vô trang thì làm gì mà sao không trong game đi? Thì đơn giản thôi, là tại vì mình quay game trước đó nhưng mà đang chơi dưới chừng. Tự nhiên Riot hứng lên bảo trì các bạn à. Chính vì vậy mà mình bị giăng ra ngoài. Trong cái trận đấu đang rất là vui và hấp dẫn luôn, nhưng mà mình phải bị giăng nên khá là ức chế. Chính vì vậy mà mình ra ngoài đây, vô cái trang web Runeterra Fire để mà có thể tự build một cái đội hình theo cái những gì mình đã từng build cho các bạn xem. Thì đội hình mà hôm nay mình chơi là đội hình chơi xoay quanh Kalista và Hecarim, tại vì rất là nhiều bạn yêu cầu mình chơi Kalista rồi. Và ở bản trước thì mình thấy Kalista không có đủ mạnh các bạn à, và cũng như là mình không có đủ bài. Chính vì vậy mà đợt này may mắn sao mình mở ra được chúng Kalista ở qua tuần đợt này, và mình bỏ thêm 3.000 mình mua cho đủ Kalista luôn để quay video cho các bạn coi. Thì đội hình mà mình build là một đội hình bạn có thể xoay giữa aggro và mid range tùy theo cái việc bạn nhận bài như thế nào. Thí dụ như đầu vô bạn được Kalista, bạn được những cái con mà bạn được những cái spell mà có thể gọi là tạo ra hai ngựa nè, rồi bạn có thêm nhỏ này hoặc là bạn có thêm cá mập thì bạn có thể đánh đầu vô rất là lẹ, bạn có thể đối đầu với kha để control. Tuy nhiên thì nếu mà bạn xui, bạn không có được những thứ đó thì bạn buộc phải chơi chậm một chút, là chơi khoảng giai đoạn giữa game, chơi xoay quanh Hecarim như một cái deck ephemeral bình thường. Tại vì về cơ bản thì Hecarim đợt rồi cũng được giảm xuống, thay vì tấn công bằng 8 binh ephemeral thì bây giờ chỉ cần tấn công bằng 7 binh ephemeral thôi, nên hình ra nó thoải mái hơn nhiều. Đó nên nó cũng sẽ khá là dễ, nó cũng khá là dễ lên. Cùng với đó Kalista bị giảm đó các bạn, trời ơi, phải nói là các bạn nên chơi Kalista mùa này đi các bạn à, nó đã cực kỳ luôn. Nó đã không còn gì để nói luôn. Trời ơi, mình chơi mà phải nói là trước khi mình quay á, mình không hề có một ván thua với cái deck này luôn. Sau khi mình quay thì mình đang chơi giữa chừng. Cái ván thứ ba thì có thể mình sẽ thua, nhưng mà mình không biết tại sao mình bị giăng luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi sâu vào một cái deck này nó có những gì nha. Cái deck này là chỉ đơn thuần là một cái deck ephemeral bình thường thôi. Bạn mang những cái như Mark of the Isles, bạn mang Glimpse Beyond, một thứ mà không thể thiếu đối với một cái deck quần đảo bóng đêm. Cái đến là Onslaught, tại vì cái lá này là phù hợp cho cái đội hình này rồi, đó là điều chắc chắn rồi. Tạo ra hai con ngựa, chơi ngựa thì phải có thêm ngựa chứ. Đó, Vile Fist là để giết được Timo khoảng thời gian đầu. Bạn nói chung là cái lá này có thể sử dụng được rất là nhiều thứ, có thể trao đổi binh với đối phương rồi bla bla bla, nhưng mà mình chỉ lấy hai thôi nha các bạn. Cái lá này với Glimpse Beyond thì mình lấy hai, bạn có thể lấy Glimpse Beyond 3 cũng được nữa, tùy các bạn. Cái này muốn xoay sao xoay, nó không có phải nhất thiết là phải chơi y chang cái deck như mình mới có thể mạnh được, có rất là nhiều cách để chơi. Rồi cái đến là Splinter Soul. Cái lá này là quá trời đã luôn các bạn ơi. Cái lá này tuyệt vời, mình phải nói là cái lá này không thể nào mà rare được, nó phải là epic các bạn à, nó phải là epic. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái deck này mình chơi cái ván đó mình không có quay, trời ơi, nó uổng cực kỳ các bạn à, là mình chết Kalista đúng không, mà Kalista mình tiến hóa rồi, tại vì tiến hóa rất là lẹ. Rồi sau đó là mình dùng Rekindler, mình hồi sinh Kalista, xong mình dùng cái lá này mình quăng cho Rekindler hồi sinh lại thêm con Kalista nữa. Trong cái đội hình đó thì Rekindler là con có lượng đam cao nhất, tại vì lúc đó mình chưa có con bạch tuộc này. Chính vì vậy mà cứ mỗi lần mà Kalista tấn công là sẽ tạo thêm Rekindler nữa, mà mình có hai Kalista, mình tạo ra hai Rekindler đó tạo thêm hai Kalista nữa. Trời ơi, nó đã cực kỳ các bạn à, nó phơi không có gì hơi tả nổi luôn. Deny cũng rất là quan trọng, và Will of Ionia cũng rất là quan trọng. Will of Ionia là dùng để trị những deck pro hay là problem, cũng như là một số những cái đứa mà cần phải nhìn đồng đội chết hay cái gì đó để mà có thể tiến hóa, thể dùng cái này, hoặc là dùng cho Fura luôn. Trời ơi, không tới hẳn nó luôn. Và một lý do khác mà tại sao mình nói cái deck này là một cái deck có thể chơi khoảng mid range, nghĩa là mình có thêm Ruination và Harrowing. Tại sao quần đảo bóng đêm có hai lá này mà mình lại không lấy chứ đúng không? Cái vấn đề ở đây là mình có rất là nhiều những con ephemeral, và cái thứ hai là tụi nó sẽ chết rất là sớm. Chưa kể là cả Kalista lẫn Hecarim là hai con có lượng đam rất là cao khi mà tiến hóa. Chính vì vậy mà bạn Harrowing một cái là nó sẽ sống ra hết một vàng luôn, nó rất là đã luôn. Dùng để mà phòng hờ những giai đoạn cuối game bạn xui. Còn nếu mà đầu vô bạn ra hái này đầu tiên thì coi như hôm nay bạn đứng ra đường, xui lắm. Thì xong với phần spell, chúng ta đến với binh à. Binh thì cơ bản ông này là chắc chắn có rồi, ông này kết hợp với lại đứa nào cũng ok hết các bạn à. Có thể dùng ổng cho Shock Chariot, có thể dùng ổng cho Bạch Tuộc. Tại vì tụi này đầu vô rất là thấp mana, ổng mà dùng vô cái là nó giảm quá trời giảm luôn. Mà Shock trong cái đội hình này cũng cực kỳ đỉnh nha các bạn. Cũng bởi vì cái cơ chế mới của Shock Chariot này, các bạn có thể kết hợp với lại đội hình băng tộc, rồi gắn thêm một cái cộng đam cộng máu vĩnh viễn cho Shock Chariot, xong mà chơi cái đội hình này luôn cũng được. Không lấy Deny, không lấy Will of Ionia, lấy cái lá cộng đam của băng tộc luôn cũng được, không sao hết. Darkwater Scourge thì cái lá này buộc phải có nha, tại vì con này là có lượng đam cao nhất trong cái đội hình này, và cũng như là nó có thêm cái khả năng hồi máu, nó sẽ giúp cho đội hình bạn chống chịu được ở khoảng thời gian mà bạn không có tấn công. Nói chung đội hình này sẽ rất là yếu ở giai đoạn phòng thủ các bạn ạ. Nói chung đội hình này sẽ cực kỳ yếu trong giai đoạn phòng thủ. Nếu mà gặp những đội hình kiểu như aggro sớm, như là bên nhện hay cái gì đó, nó chỉ cần để cho lúc bạn tấn công, nó không cần quăng binh,
nó đợi cái lúc mà tới lượt nó tấn công á thì bạn đâu có chặn được, tại vì bên bạn chỉ toàn là đám ephemeral và cũng rất là giấy nữa, nên gặp những đội hình aggro mà kiểu như vậy thì tỷ lệ bạn thua cũng khá là cao. Ôi thì không cần phải nói nhiều, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu với video thôi. Yo. Rồi chúng ta sẽ phải đối đầu với lại đội hình War Mother rồi. Đội hình này full lay luôn. Giờ giữ lại bỏ hai này đi. Con này có thể sẽ giữ nè. Đây con này 3. Đây con này 3 mana có thể kết hợp với Kalista khá là sớm. Mình đang khá là xui khi mà không thể có Kalista sớm. Ý, có cái lá này rồi. Cái lá này lá hồi có thể sử dụng cho ông Rekindler để mà ông có thể phân thân. Hoặc là thêm, hoặc là chơi cá mập cũng được. Ok, chắc dùm ra cá mập trước đi. Tại vì dù gì thì nó sẽ xuất hiện ở đợt sau. Nếu mà đối đầu với lại đội hình control và về lay như vậy thì mình phải cố gắng thắng thật là sớm nha các bạn. Phải cố gắng thắng thật là sớm, cứ mỗi lượt tấn công là mình phải thật là mạnh mẽ luôn. Bây giờ thì nó đang có 6 mana. Ok, con này mới được buff. Thì bây giờ mình sẽ ra con này. Rồi lát lượt sau á thì mình sẽ ra thêm cái Spectral Rider nữa là để cho tụi nó buff, để cho tụi nó được buff. Chứ bây giờ đánh tụi nó, bây giờ đánh bên kia không có nổi đâu. Ok, giờ tạo ra hai đứa đi cái đã. Có thể là mình sẽ ra luôn con bạch tuộc để mà đợt sau Kalista có thể câu ra bạch tuộc nữa. Mà giữa hay gây một lượng lớn đam vô mặt của nó. Để xem bên kia dùng như thế nào đã. Mình cũng còn cái mọt này nữa. Với lại đám này ba máu nữa, mình không có sợ dính Avalanche. Nếu mà đã chơi với đội hình nó thì mình buộc phải chơi thật là lẹ, thật là aggro luôn. Mặc dù mình build đội hình này là cũng hơi hơi xoay quanh midrange cho một chút, chứ không hoàn toàn là aggro. Nhưng mà nếu bài mình đã cho mình như vậy thì mình phải chơi aggro thôi, tùy theo hướng của nó. Rồi để xem bên kia như thế nào đã. Với 8 mana, nó có bên quần đảo bóng đêm nữa. Một mana nữa nó mới dùng cái lá kia được. Nó mới dùng cái lá giết hết được. Nhưng mà hiện tại thì không. Ok, có thêm này nữa. Mình có thể diệt chết này luôn cũng được. Mình có thể diệt chết nó luôn cũng được bằng cái lá này. À, ủa, nó không chặn bên đó à. Ok, chặn đây cũng được. Mình nghĩ là mình sẽ giết cái lá này quá các bạn à. Mình nghĩ là mình sẽ giết cái lá này. Cái lá này quan trọng hơn, nhưng mà cái lá này nguy hiểm hơn. Nhưng mà thằng này cũng rất là đau khi mà được sâu nó đập vô mặt mình 5 đam luôn. Thôi mà cứ cộng đi, không sao hết. Cứ giết cái lá này đi cái đã. Mà mình nghĩ nó cũng sẽ có búp máu à. Mình nghĩ nó cũng sẽ có, nó không có à. Nó không có thôi. Nó không có thì mana nó sẽ trở lại như cũ. Đó. Đúng rồi. This round thôi, vậy là qua lượt sau mana nó sẽ trở lại như cũ giống như mình thôi. Mà mình sẽ không có kêu nó về đâu, mình nghĩ là mình sẽ ăn thẳng vô trong mặt mình 5 đam. Chứ cũng chả làm được gì cả. Để cho nó kết thúc lượt. Rồi chắc là mình pass. Cái lá này không cần thiết để mà đưa vô này nhỏ này đâu. Để được sau đi, đợt sau đi, đợt sau mình vừa 6 mình vũ rang này luôn. Là nó sẽ có thêm mấy con ephemeral mà vừa đủ luôn á các bạn. Năm mình tháng nữa tạo thêm 2 con nữa là đủ luôn á. Mình chỉ sợ là nó dùng cái lá giết thôi. Chỉ sợ là vậy thôi, chứ không gì hết. Nếu mà nó giết thì mình buộc phải sử dụng cái này để mà tự hủy thôi. Ok, dùng cái lá đó rồi hả? Mình buộc cái này phải tự hủy thôi. Mà mình không ngờ là nó dùng tới cái lá Vengeance luôn. Mình nghĩ là nó sẽ dùng cái giết hết. Giờ nó cũng mang thêm cái lá này nữa. Rồi có cái này hút một nè. Mà Hecarim mình mới chết nữa. Rekindler cũng rất là ok. Không sao hết. Được sau mình dùng cái này mình giết ông này. Mà mình đợi cho ông tấn công cái đã. Rồi tấn công thẳng luôn hả? Tấn công thẳng thì chỉ có vậy thôi chứ mình chả làm được gì thì đặt đây. Nếu nó Avalanche mình thì mình có Deny, mình có Recall, mình đưa về. Mà nó bóp này thì hút 3 hả? Nên Deny không các bạn? Hút 3 thì mình nghĩ là mình sẽ không nên Deny. Mà mình nghĩ là cho con này chết luôn cũng không sao hết. Nếu mà con này chết thì con này không có được hút. Rồi con này không có lấy lá bài. Đó. Rồi mình dùng cái lá này không ta? Mà bây giờ này ra khá là trễ. Mà cho Ephemeral một lượt không thì nó cũng vô duyên lắm. À không. Đi giảm mana đi. Ra đi giảm mana. Không sao, mình lát mình dùng thêm cái lá này nữa. Mình có thể gọi là hồi sinh một lần hai đứa luôn.
Ok, end lượt. Rồi bây giờ mình quăng này ra, mình sẽ có vừa có thêm hiệu ứng của Ephemeral mà vừa có thêm này nữa. Mình quăng thêm một lần nữa để cho ông này xuất hiện thêm một con Hecarim nữa. Và để xem sao bên kia có giết hết không. Ok, nó sử dụng lá giết rồi. Nó mà sử dụng lá giết rồi thì mình nghĩ là ok thôi, mình cũng không có cái gì đáng để mà có thể từ bỏ deny cả, tại vì vẫn còn cơ hội để sử dụng mà. Đó, bây giờ nó còn 4 mana, nó đâu có thể làm được gì nữa đâu. Rồi đến đây thì có vẻ như là nó chỉ còn cách là sử dụng Avalanche để giết hết ba đứa còn lại thôi. Nhưng mà cũng vậy, mình cũng đâu có định là sẽ đưa mấy con thấp máu này lên. Mình định là sẽ đưa mấy con mà có Ephemeral với lại sẽ tạo thêm hai con nữa với con cá mập lên đó. Là ok. Đủ luôn, tiến hóa luôn. Boom. Một phát vô nhà chính. Mặc dù không được chơi Kalista, khá là buồn. Ok, pha này chắc nó cũng không đỡ đâu. Ok, rồi ván thứ hai này chúng ta sẽ đối đầu với lại Teemo và Heimerdinger. Bên này thì bên đứa nào mới được buff ta? Cái thằng mà đổi. Ok, bây giờ bỏ hai này đi. Mình cần. Trời ơi, sao lại ra Rekindler? Sao lại Rekindler? Trời ơi, hai Rekindler luôn. Thôi dáng này bỏ các bạn à. Dáng này là sức mạnh của tình bạn, nó không ở bên chúng ta rồi. Rồi nó vừa vô ấy, nó sẵn sàng thêm cái kia mình luôn á hả? Nó sẵn sàng dùng tới vậy luôn hả? Thà bên kia có Ezreal nó dùng thấy nghe hợp lý, nhưng mà thôi kệ đi, dù gì mình cũng đâu còn binh gì nữa đâu. Mình chắc chắn là bị ăn đam rồi nè. Bây giờ mình ra máng này thì cũng sẽ khá là vô dụng khi mà Hecarim cần tấn công. Rồi phế luôn các bạn à, phế luôn. Dán này hết được chơi luôn, đối phương không cho mình sử dụng gì luôn, trời ơi. Ok cũng được đi. Này hai mà mình nó, nếu mà nó dùng thêm cái Thermonic Beam nữa thì nó có thể giết được này, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không còn đâu. Vì mình sẽ ra này, ra hai. Rồi mình sẽ để hai con lên đánh, chắc chắn là hai con này sẽ bị chết, hoặc là trừ khi là nó kệ luôn. Có thể nó sẽ kệ luôn. Có thể nó sẽ kệ luôn. Đợt sau thì mình nghĩ là bây giờ nếu mà để con này ra thì đợt sau nó sẽ giết được mình. Mà kiểu gì thì đợt sau chả giết được mình. Nghĩ coi, đợt sau nó có 4 mana nè, nó có thể sử dụng nhiều thứ lắm. Có thể sử dụng được nhiều thứ lắm. Nhưng mà thôi, bảo toàn cái này vẫn tốt hơn. Dù gì ai biết được. Đó, ok, vậy là nó quyết định hy sinh. Mình đã stack được 2 rồi cho Hecarim. Còn 5 nữa thôi. Bây giờ mà tới 5 mana là hơi cực cho mình. Khi mà Heimerdinger nó... Không, tới lượt thứ 5 chứ mình cũng không nghĩ là Heimerdinger nó sẽ ra đâu. Mình nghĩ là lượt thứ 6 gì đó. Tại vì nếu mà ra Heimerdinger sớm, trời ơi, giờ này mới ra. Ôi, nó hết, dùng hết mana của nó rồi. Nó dùng hết mana của nó rồi. Chẳng không nha. Không. Tại sao phải chẳng? Nó đã dùng hết mana của nó rồi thì thôi. Rồi sao mình sử dụng cái lá này? Mà nếu mà nó giết con nhỏ này, Kalista của mình, thì mình còn Rekindler. Ok, bây giờ nó cũng không có deny nữa. Mình chắc chắn sẽ ra hai bên kia. Rồi mình sẽ để cả ba đứa lên luôn. Nó muốn giết ai nó giết, kệ nó. Nhưng mà chắc chắn là con này sẽ chết. Nó còn tới 5 mana. Rồi nó ra con spell hả? Ra cả ba luôn. Ok. Là vừa đủ cho Kalista tiến hóa. Mình chắc chắn là nó sẽ phải giết này rồi. Mà nếu mà nó giết như này thì chắc chắn là Kalista của mình sẽ tiến hóa. Rồi đợt sau mình cho dù là Kalista này chết đi thì đợt sau sẽ có những con Kalista khác nó tiến hóa sẵn nữa. Nó sẽ tiện hơn. Con này không giết được. Rút hai lá bài tốt hơn. Hai mana cũng không làm được gì hết. Tại này tới 3 máu lận. Bùm, rút hai lá. Ok, có lại nhỏ này nữa. Tuyệt vời. Nè. Tiến hóa Kalista. Rồi lát nữa nha các bạn. Nãy giờ mình chưa có ra cái binh nào mà mạnh hơn từ 4 đam trở lên đúng không? Lát nữa lượt sau mình sẽ ra con Rekindler. Không, từ từ. Tại sao lại ra Rekindler trong khi con này chưa chết? Thì bây giờ mình sẽ ra Soul Shepherd, hay là mình để dành.
hay là mình để dành mana ta? Mình nghĩ là mình nên để dành mana đi. Để dành mana. Bây giờ mà mình có chết Kalista bởi Shamanic Beam hay là cái bất cứ thứ gì đó thì mình có thể triệu hồi Rekindler ra. Bây giờ chắc chắn là con này phải chết nè. Bây giờ nó có tới 7 mana, để xem nó dùng. Ôi con này buff lên rồi, không được rồi. Không mà kiểu gì nó cũng phải chết thôi, mình buộc nó phải chết thôi các bạn à. Con này mà không chết là không được. Con này mà không chết là không được, rất là mạnh. Trường hợp bất đắc dĩ quá thì mình có thể tự sát để rút thêm 2 lá nữa. Bây giờ nó còn tới 2 lá nè, chắc chắn là nó sẽ buff con này lên đủ 4. Nhưng mà nó sẽ phải đổi với mình. Mình tới 5 dam lận, nó phải dùng tới 3 spell để mà đổi với mình. Ok, vậy là nó vừa đủ 3 spell luôn hả? Mà có nó có thể buff thêm nữa. Chứ con này để sống cực lắm các bạn à. Con này kết hợp với lại Hammer Dinger quá mạnh luôn á. Ok, vậy là Trey. Một pha Trey. Rồi, bây giờ thì nên ra Rekindler lại không? À, nên ra này. Mình nghĩ là mình sẽ ra Hecarim. Xong rồi sau đó mình sẽ ra Rekindler. Xong rồi dùng cái lá này mình cho Rekindler, mình sẽ tạo thêm ra thêm một con Rekindler nữa. Nãy giờ mình ăn như bơm rồi, mới 25 mà, sao hết. Rekindler. Rồi để xem bên kia làm sao, bên kia nó có thể giết hết luôn. Nếu mà nó có mang cái spell nhiệt hết. Mà nếu mà nó diệt hết thì mình cũng sẽ dùng cái này để mình... Không, mình có đủ deny mà. Cần gì. Đủ deny mà. Thôi, đánh luôn các bạn à. Đánh luôn. Mình định là sẽ phân thân ra, nhưng mà cái đó là một bước đi tham. Một bước đi khá là tham lam. Nếu mà làm được như vậy thì mình sẽ bị giết liền. Nó sẽ dùng cái lá giết liền. Nên thành ra quăng như vậy sẽ khiến cho nó không thể mà dùng cái Ruination được. Nó buộc phải bị mình đập luôn. Rồi, đến đây là coi như xong rồi đó. Đến đây là coi như xong game rồi đó. Có thể gọi là như vậy. Rồi để xem bên kia chặn như thế nào. Nó không thể dùng Ruination được. Nếu mà đợt trước nó dùng Ruination thì nó có thể trụ với mình thêm một lượt sau nữa, hoặc có thể mình sẽ thua luôn. Nhưng mà có lẽ như là nó quyết định là chờ mình. Nó cũng có quyết định tham lam một chút là chờ mình ra thêm một binh nữa. Ok, rồi ván thứ 3 đi các bạn à. Bây giờ mình sẽ phải đối đầu với lại Brom. Ba thứ này ổn, cái này không cần. Hiện tại không cần. Ê khoan, mình mới thấy deny có gì đó mới phải. Mà sao nó không xuất hiện trong cái đợt ghi chú bản cập nhật ta? Tại mình thấy nó mới ghi cái gì đó mới đó. Quên không kịp coi nữa. Nếu mà đối đầu với lại Freljord và Shadow Eye thì một mình Brom thì chủ yếu là sẽ chơi những đứa Boro. Nhưng mà nếu mà kết hợp với quần đảo 4 đêm thì nó hơi lạ một chút. Mà để xem coi là bên kia chơi như thế nào. Để mình có thể định được là xem có bên kia chơi đồ hình gì. Có thể là sẽ lừa mình bằng con Brom mà bên trong cái deck của nó chơi chủ yếu là những cái lá giống như là cái đợt Fit to Win của mình á. Những cái lá Fit to Win của mình á. Rồi, nếu mà 2 mana vậy thì chỉ có ra con Shock Chariot thôi. Ok, nếu mà chơi đồ hình đóng băng à. Shock Chariot. Để Shock Chariot cho đợt sau. Ok, Shock Chariot cũng không có đép được. Ông này chết luôn cho rồi đi, ông này cũng đâu làm được gì đâu. Thôi nghĩ lại rồi. Tại vì lát nữa ra này sao cũng được, không sao hết. Rồi bây giờ 4 mana. Với 4 mana đó, với bên kia 4 mana mà mình ra con này thì chắc chắn là đợt sau mình sẽ chết rồi. Mình sẽ chết rất là lẹ. Mình nghĩ là mình sẽ ra con nhỏ này quá. Mình nghĩ là mình sẽ ra con nhỏ này. Nó cộng Ephemeral, nhưng mà bây giờ nếu mà mình ra nó liền thì mình sẽ khó có khả năng hơn. Vì cơ bản thì con này ra 5 tốt cũng tốt thật, nhưng mà tốt thì cũng tốt thật, nhưng mà vấn đề là nó hút máu không nhiều các bạn à. Nó không phải không nhiều, mà vấn đề là mình có 17 à, thà mình 15 đi mình hút đỡ hơn. Chứ mà ra con này sống chết đi uổng lắm, không được gì hết. Rồi mình cho con này tự sát đi. Đó là mình sẽ hy sinh được một rồi. Bên kia cũng tận dụng được nữa, tại vì nó
Rồi đúng rồi các bạn à. Vậy là bên kia nó chơi đội hình Last Breath. Chứ không 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 như mình nghĩ lắm. Ok. Nó chơi Last Breath với lại gì đó. Oh, ok, có thêm Kalista nữa. Cũng ngon. Ok, giờ chấp nhận bị đập thôi. Rồi đợt sau mình dùng cái này lên hồi máu lại không sao hết. Để là 2 mana spell. Bây giờ nó đã dùng hết một cái lá giết rồi. Thôi thằng này. Đúng luôn, nó chơi cái đội hình Fit to Win nhưng mà nó lại sử dụng Brom để làm mồi nhử các bạn à. Nó sử dụng Brom làm mồi nhử. Giờ ra Kalista nè. Giờ ra thêm này nữa, tại có 2 mana vừa đủ luôn. Để xem bên kia dùng như thế nào. Con này ra một cái là 6, là mình sẽ hồi lại máu rồi mình không có sợ gì nữa. Trừ khi nó đóng băng thôi. Trừ khi nó đóng băng thôi. 8 mana. Hút 1 à. Hút 1 xong bắn 2 à. Hút 1 xong bắn 2 cũng vậy à. Đây mình có này mà. Cũng không sợ chết. Nhưng mà bắn 2 như thế nào. Trong khi này làm gì có bắn 2. Rồi xem coi. Chắc chắn là con này sẽ ra để mà tấn công. Kalista cần thấy 3 đứa chết. Mình sẽ hy sinh cả 2 luôn. Tại vì mình sẽ ra thêm một con Short Chariot nữa. Nãy dùng chưa ta? Dùng rồi. Dùng rồi các bạn à. Mình sẽ có thêm con Short Chariot nữa. Rồi giờ này đạp vô sẽ hồi cho mình 6 máu. Thì kiểu mình nghĩ là nó sẽ không chặn nhóm này đâu. Thành ra mình cứ đưa nó ra luôn. Mình cũng đưa nó lên luôn. Đó chắc chắn nó sang bên đây rồi. Ok. Rồi không có gì phải luyến tiếc cả. Đây được bóp đam nữa, mình được hồi máu nữa. Boom. Ok, bây giờ nó chơi Fit to Win. Thì trước mắt là máu nó đang thấp. Nếu mà nó có thêm nhiều cái caustic cast giống như vậy nữa thì sẽ là một lợi thế cho mình. Ok, cái lá này là hồi sinh thì phải. Ôi trời, hồi sinh đúng đứa này mới ác chứ. Là hồi sinh thằng kia thì thằng kia sẽ mất, nó sẽ vô dụng cái lá đó nhưng mà. Ok, có cái này rồi, tuyệt vời. Có cái này thì bây giờ mà mình 5 mana. Với đội hình này thì không có gì để giết được mình cả. Mình sẽ dùng này đép luôn. Không gì có thể giết được này hết. Và ok, pass. Pass. Rồi tấn công luôn các bạn à. Bây giờ sao nè, 8 mana nó cũng không có dùng kia được. Dùng này đi. Ok. Hecarim đã 2 rồi, 2, 4, 6. Còn một đứa nữa. Ok, vừa đủ. Boom, Kalista tiến hóa. Rồi, một khi mà Kalista đã tiến hóa rồi thì mày sẵn sàng chịu đựng đi con. Chuẩn bị một con bạch tuộc thứ hai. Chuẩn bị cho con bạch tuộc thứ hai. Lên. Này thì giết Hecarim hả mày. Thật ra thì nãy nó giết nào cũng chết á. Thật ra nãy đúng rồi. Nó giết nào thì cũng vậy à. Nếu mà giết Kalista thì Hecarim sẽ tiến hóa. Tại vì mình còn cái lá này nữa. Không, mình còn cái lá này chứ mình. Nói lộn. Mình còn lá này chứ không phải lá này. Mình dùng cái này để mà bóp con nhỏ này lên là Hecarim vừa đủ tiến hóa luôn. Và cứ mỗi lần tấn công là rất là mệt mỏi. Đó. Rồi bây giờ trừ khi mà nó giết nữa thôi. Ok, end round đi. Bây giờ mình cũng không có sợ nó ruination các bạn à. Tại vì mình có Haruin trong tay. Giờ nó 9 mana nè, liệu nó có ruination không? Liệu nó có sử dụng ruination hay không? Mình đang cần Rekindler của mình chưa có xuất hiện. Nếu có Rekindler thì tuyệt quá. Còn nếu mà nó sẵn sàng nó hy sinh, nó sẵn sàng nó ruination, đợt sau mình dùng Haruin mình thắng luôn. Tại vì nó không có bên quần đảo, nó không có bên Ionia, nó không có. Ok, nó dùng ruination luôn rồi. Nó đã quyết định sử dụng ruination. Mà thực ra thì nếu mà mình sử dụng Haruin cũng khá là hên xui. Tại vì có gì vậy? Tại sao lại... À bên kia, không phải bên mình.
nó là sử dụng Ruination. Đợt sau mình sử dụng Haruin. Mà nếu nó có thêm một cái Ruination nữa thì mới là mệt. Mà mình tin tưởng vào cái độ may mắn của mình là nó sẽ không còn cái Ruination nào nữa đâu. Ok, rồi thì sau khi các bạn đã xem xong 2 trận rưỡi mà mình đã chơi thì các bạn thấy là đội hình này nó như thế nào? Kalista có được buff quá đà hay không? Hay là đội hình này cần phải thay đổi gì nữa không? Các bạn hãy nêu cảm nghĩ của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay hay là hấp dẫn thì các bạn hãy giúp mình ấn nút like và đăng ký nha. Mình là Tokyo In. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những trận đấu tới.